Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính chào các bác. Chiều hôm nay là ngày 14 tháng 1 năm 2024, tức là ngày 4 tháng Chạp năm Quý Mão. Chỉ còn khoảng hơn 20 ngày nữa là chúng ta sẽ đón một cái Tết Nguyên Đán của dân tộc. Thì trong chiều hôm nay, Đức Thắng sẽ quay cho tất cả quý vị và các bạn tuyến cao tốc Bắc Nam. Trước mắt chúng ta là cái nút giao Vạn Thiện. Thì Đức Thắng xem là chiều hôm nay nút giao Vạn Thiện và cái đường kết nối phía đông ở xã Trường Minh, xem là có cái gì mới không bác các bác nhé. Sau một tuần, Đức Thắng mới quay trở lại khu vực này. Chúng ta đang nhìn từ trên cao nút giao Vạn Thiện ở phía đông nữa các bác nhé. Đây là cái nút lên xuống phía đông. Trước mắt chúng ta là cây cầu bắc qua sông Tự Nhiên ở phía đông. Từ cái ngã ba này xuống đến đường kết nối giữa Nghi Sơn Sao Vàng, địa phận của xã Trường Minh, có cái chiều dài là 3 cây số. Cách đây khoảng gần một tuần thì Đức Thắng đã quay cho tất cả quý vị và các bác nắm được là cái tình hình thảm nhựa ở cái đoạn đường kết nối này là được khoảng 2/3, còn 1/3 quãng đường là chưa thảm nhựa. Thì các bác có thể thấy là trong chiều hôm nay thì cái biển báo đã được cắm rồi các bác nhé. Cầu Vạn Thiện, cây cầu vượt cao tốc ở nút giao Vạn Thiện là gọi là cây cầu Vạn Thiện đấy các bác nhé. Tất cả các biển báo đã được lắp đặt. Và có cái tin vui là tất cả các cột đèn cũng đã được lắp đặt rồi các bác nhé. Thắng không biết là lúc nào nó sẽ bật sáng, nhưng mà trong cái buổi chiều ngày hôm nay, ngày 14 tháng 1 thì nút giao Vạn Thiện đã lắp đặt cái hệ thống chiếu sáng. Và cầu Mỹ Trí, đấy cây cầu Mỹ Trí này các bác nhé. Cây cầu bắc qua sông Tự Nhiên gọi là cầu Mỹ Trí. Đấy. Còn là cây cầu vượt gọi là cầu Vạn Thiện đấy các bác nhé. Cây cầu vượt cao tốc là gọi là cầu Vạn Thiện, thuộc địa phận xã Vạn Thiện. Và cây cầu Mỹ Trí thì địa phận của xã Thăng Bình, huyện Nông Cống. Chúng ta tiếp tục hướng về phía đông, đi qua cái nút ngã tư nút giao giữa đường tỉnh lộ 512 kết nối Thăng Bình và Vạn Thiện. Chúng ta tiếp tục xuôi xuống phía đông để chúng ta cập nhật cái thông tin mới nhất về cái đoạn đường Nghi Sơn đi Thọ Xuân. Nút giao Vạn Thiện này chúng ta vừa cập nhật là đang lắp đặt cái hệ thống chiếu sáng các bác nhé. Và khi nào nó phát sáng thì Đức Thắng sẽ cập nhật tiếp cho các bác nắm được. Đường này thì nó đã được thảm nhựa một lớp đầu tiên rồi các bác nhé. Theo rất nhiều quý vị và các bác hỏi Đức Thắng là cái tuyến kết nối này nó có bao nhiêu lớp thảm nhựa. Thì theo phỏng đoán của Đức Thắng thì nó sẽ có hai lớp thảm nhựa các bác nhé. Đây là cái lớp đầu tiên. Bên trái chúng ta là có cái trạm bơm Trường Minh, địa phận của xã Trường Minh. Và bên phải là cánh đồng rộng lớn của xã Thăng Bình, huyện Nông Cống. Chúng ta đang xuôi về phía đông. Đây là cái lớp nhựa đầu tiên. Hiện tại thì khoảng một tuần trở lại đây thì cái đoạn đường kết nối này đã thảm nhựa được 2/3 quãng đường. Và trong buổi chiều ngày hôm nay, Đức Thắng xem là nó thảm nhựa tiếp tục chưa và đã xong chưa các bác nhé. Nếu mà thảm nhựa lớp đầu tiên xong thì sẽ
Tới đây sẽ có lớp thảm nhựa thứ hai. Mặt đường thì có cái bề rộng là 17m, 4 làn xe, 2 làn ô tô và 2 làn hỗn hợp. Kết nối từ nút giao Vạn Thiện xuống phía đông. Kết nối giữa cái đường Nghi Sơn Sao Vàng, địa phận của xã Trường Minh. Và từ cái điểm giao kết nối giữa cái đường Thọ Xuân đi sân bay đi Nghi Sơn đấy, địa phận xã Trường Minh mà lên quốc lộ 45 ngay ở thị trấn Nông Cống thì có cái chiều dài hơn 5 cây số. Đây các bác có thể thấy là cái đoạn đường này vẫn chưa được thảm nhựa các bác nhé. Còn khoảng hơn 1 cây số nữa chưa được thảm nhựa, mặc dù mặt đường làm khá là chắc chắn, sạch sẽ. Và hai đầu đường thì đang bị cấm các phương tiện ô tô qua lại. Đây các bác có thể thấy phía trước của chúng ta là cái đoạn đường Nghi Sơn đi sân bay Thọ Xuân, địa phận của xã Trường Minh. Hiện tại thì tất cả các cánh đồng ở huyện Nông Cống thì đang vào mùa làm đất để chuẩn bị cấy vụ chim cho các bác nhé. Thế là sau khoảng nửa tháng thì hiện tại thì cái đoạn đường cuối cùng này cũng chưa được thảm nhựa các bác nhé. Hai bên đầu đường cũng đang cấm đường, các phương tiện 4 bánh chưa được qua cái đoạn đường này. Đấy các bác đi ô tô thì cái đoạn đường này chúng ta vẫn chưa đi được các bác nhé. Nếu mà chúng ta đi lên cái nút giao Vận Thiện thì có thể đi qua địa phận của xã Thăng Bình đấy, hoặc là đi qua xã Trường Minh hoặc là D Trường Minh các bác nhé, ngay ở cầu Cuôn đấy, để chúng ta lên cái nút giao Vạn Thiện. Tháng đang đi trên cái tuyến đường Nghi Sơn Thọ Xuân hướng ra phía bắc. Video trong cái buổi chiều ngày hôm nay là ngày 14 tháng 1 năm 2024, đến đây xin phép được kết thúc. Xin kính chúc tất cả quý vị và các bác có nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bác ở video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.